biển Hà Nội luôn. Bây giờ anh em mua xe biển Hà Nội thì nó sẽ lại lâu hơn ngày xưa cái về cái thủ tục sang tên đổi chủ đấy. Bởi vì bây giờ tất cả các xe đều phải rút hồ sơ hết. Thì xe này hiện tại thì chưa rút hồ sơ. Nếu mà anh em nào lấy về thì bên mình sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nhé, bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Hello, xin chào anh em, chúc anh em một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Vâng, mình là Khải đến từ Enica Việt Nam. Vâng, công ty của mình thì nằm ở số 3 Nguyễn Văn Linh. Phía bên kia là Big C Long Biên, còn phía bên này là Hyundai Long Biên, rất dễ tìm nhá. Đây là chính là khu vực đường 5 kéo dài đó. Vâng, thì ngày hôm nay Khải giới thiệu cho anh em một mẫu xe có form dáng cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt là những anh em nào trẻ tuổi sẽ rất thích mẫu xe này. Đây chính là Kia Cerato số sàn đời 2016, biển Hà Nội, tên tư nhân. Hiện tại Enica đang bán với mức giá là trên 3 đồng thôi. Đây là một mẫu xe được định vị trong phân khúc hạng C cùng phân khúc với loại Toyota Altis, Honda Civic hoặc là Hyundai Elantra. Vâng, nhưng được cái thì em này thì giá tầm tiền thì phù hợp, form dáng thì khá là đẹp luôn. Mẫu xe này hiện tại Enica đang bán với mức giá là hơn 3 đồng. Anh em lấy về thì có thể kết hợp chạy dịch vụ đi gia đình, chạy xe hoa đám cưới đều rất là ok luôn. Đã được Enica kiểm định, máy số gầm bệ là ok. Tất nhiên thì xe cũ không có gì là tuyệt đối. Khải xin nhắc lại nhé, xe cũ không có gì là tuyệt đối. Nhìn nó đẹp như thế này thôi, nhưng mà thực tế hiện trạng của nó đã có những hạng mục được thay thế, sửa chữa, rồi có những hạng mục nó đã xuống cấp rồi. Thì anh em nào cần cung cấp thông tin về chiếc xe này thì cứ inbox trực tiếp cho Khải theo số điện thoại là 1881 nhé. Khải cứ đầy đủ luôn cho anh em để anh em có thể tham khảo trước về mẫu xe này. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết về mẫu Cerato 2016 cho mọi người cùng xem. Đấy, em này thì màu trắng thì quá là đẹp rồi. Đây là một trong những cái màu hot của dòng Kia Cerato này luôn. Đây, chúng ta đang nhìn cái phần thân xe nó này, nhìn nó rất là trường, xe khỏe khoắn, thể thao luôn, khá là đẹp. Phanh đĩa 4 bánh hết nhá anh em nhá, phanh đĩa 4 bánh hết. Toàn bộ dàn lốp đều là lốp Michelin. Đấy, lốp sau thì nó hơi dạn một chút rồi này. Lốp này chắc cũng đi tầm 1-2 vạn nữa là mình cũng cần phải thay. Lốp trước thì dày hơn một chút. Rất là đẹp luôn nhá, biển Hà Nội luôn. Bây giờ anh em mua xe biển Hà Nội thì nó sẽ lại lâu hơn ngày xưa cái về cái thủ tục sang tên đổi chủ đấy. Bởi vì bây giờ tất cả các xe đều phải rút hồ sơ hết. Thì xe này hiện tại thì chưa rút hồ sơ. Nếu mà anh em nào lấy về thì bên mình sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nhé, bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Xem qua phần nội thất một tí. Đây, em này thì lên bộ ghế da thể thao cao cấp rồi. Đây chúng ta nhìn này, nhìn rất là xịn luôn nhá. Bên dưới sàn xe thì được bọc sàn da rồi, có những cái thảm cao su ở đây, có thể nó sẽ rất là sạch sẽ luôn. Em này hạng C nên khá là nhiều option. Ở đây thì chúng ta có những cái cửa gió hàng ghế thứ hai, rất là rộng rãi thoải mái luôn nhá. Đây, phải quay luôn cái dàn lốp trước. Lốp trước đều là lốp Michelin, đét 2022, còn rất là dày nhá. Mất lốp sau thì hơi kém một chút. Đèn pha của em này là đèn projector. Đấy, chúng ta nhìn cái gương chiếu hậu nó khá là đẹp. Hệ thống cửa lên xuống kính đang hoạt động bình thường. Đây là số sàn. Bây giờ phải quay qua cái phần chân côn, chân ga, chân phanh cho anh em cùng xem này. Đó, mọi người đoán được chiếc xe là bao nhiêu. Trên đồng hồ hiển thị đang là 85.000 cây. Chúng ta nhìn cái nội thất của nó đây, thiết kế cực kỳ là ngầu, rất là đẹp. Rồi, ở đây là đèn, là đèn auto. Xe này thì chủ xe đã nâng cấp lên màn hình Android nhé. Còn thực tế của nó là nguyên bản nó là một màn hình DVD. Đó, đấy, màn hình Android OLED Pro. Chúng ta có thể xem YouTube ở đây. Điều hòa tự động luôn này, điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn này, rất nhiều option. Phiên bản số sàn thì sẽ được trang bị là hai túi khí trước nhé, hai túi khí trước. Đây, phần phía vô lăng này cũng được trang bị rất nhiều các tính năng, ví dụ như là điều khiển âm thanh, ga tự động cruise control có rồi này, đèn tự động. Đấy, vô lăng cần số đây, vô lăng trợ lực điện nhá, rất là nhẹ nhàng luôn.
bản số sàn thì của nó chưa có smart key, nó vẫn là chìa chọc như này. Cần số của nó đây, số sàn đây này mọi người này. Rồi bây giờ khải quay phần máy nhá. Rồi đây chính là phần máy của mẫu Celato số sàn 2016. Động cơ là 1.6 bốn máy. Đấy. Máy nổ rất là êm nhé, không có bị rung giật gì cả. Chân máy còn đang dùng rất là tốt. Em này lắp dàn cò ra rồi này. Đấy. Dòng phớt theo thời gian thì nó sẽ bị lão hóa, nó sẽ bị ẩm dầu, dính dầu thì tất nhiên thì chúng ta sẽ phải ra cái lắp dàn cò để làm lại cái phần gioăng của nó để nó đỡ bị ẩm dầu. Máy số zin nhá, máy số em này zin toàn bộ luôn. Rồi máy nổ êm ru, điều hòa mát rượi luôn. Rồi rất là nhanh thôi, Kia Celato số sàn 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội, giá bán hơn 3 đồng. Xe này vẫn còn trả góp được nhá, nếu mà anh em không muốn đầu tư hết số tiền hơn 3 đồng thì có thể bỏ ra số tiền khoảng tầm 170 thôi. Tầm 160 đến 170 là có thể sở hữu mẫu Kia Celato số sàn 2016, phân khúc hạng C. Thiết kế form dáng cực kỳ là đẹp. Rồi mọi thông tin chi tiết về chiếc mẫu xe này thì anh em cứ inbox trực tiếp cho Khải theo số điện thoại là 0911241881 nhá. Rồi một lần nữa Khải xin cảm ơn anh em rất là nhiều đã quan tâm đến những video Khải giới thiệu xe. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.